đam chơi này giúp hai chị bấm màn bằng tam ca sẵn thân vì ai là bạn phải chia mà rồi chật ôi bóng chui chẳng cái lãnh này cứ chờ rước đại thông những kia để mình phép bày bàn đại là sẵn thân thật phải ai thật phải chia buôn rồi chứ nằm ổn nè chung bình hay đôi phòng mì bà vẫn là ca bất mình men liệt thân nào mày tế bà vì bò đôi mì chẳng mỏng bà bóng bóng nào nên cứ chết đám cổ nhung anh đang rửa ấy tiết bóng rửa spung đã spung bà bà bóng anh đang cái rửa ấy bóng anh ấy rửa những cái tập phê sang lấy cái fig tree vật này mày đứng vì ra những hào thả đam phê đam chơi bà bóng bóng nào nên cứ chia sát đập prom đại chia sát đòn lọ bóng pot đại và xin được bóng bóng màu xem rip ở bàn màu và sát nắng á của sau sẽ đại bóng pot đảm bảo hãy như tê chó đại khát tôi để mỏ nick trong nó bóng bóng nào cho tâm mơ tặng ọc nè lời tổ tài sản tập rồi mấy cứ phổ biến đại đam chơi thông thông còn đang đặt hàng nó miền đam chơi thông cho năng kiện bà miền hay là miền được chơi đại chơi vậy bây giờ phải thản bà mấy cái đam sờ láo rồi sờ láo rồi sờ láo trong đam sờ láo này mán ọp tới nè chị ọp rồi rom rom à tụng bùn này mà đó có bọ bong chưa bong nè mở mở cho màn màn này ấy nước màn này ấy ồ đó là màn này bao màn màn này như pram pram này pram này pram này ồ pram này pram ao pram ao lầm mông wow cái gì pram ao pram ao cái phụ phải chi sai giờ mai sang giờ mai mua phần nhà robot và sàn nó cứ mua mua rich vì hia là an raja vì hà vấn đề chúng tôi cứ rịch chiều vì hía ấy chứ nam bạn tập sát tập rôm nó để sa tại mai cày mao bắt đầu pika rô khơi này bắt sát cứ để sa tại khơi mỏ vịt cha là hay miền ruộng mộc bún này là mai vẫn chờ khơi cao nào mà khơi ruộng mộc bún chờ hào thà tập rôm mai là hay này anh ấy cứ cái lành đại dương hào thà cái lành áp sara đan sinh hồ đó nè cái lành sa vịt chặt sa và vịt chặt sa thì chưa chồi không này cái lành tâm chồi rồi cái chăn bị bệnh phải pi và đây vậy đây hiện tại đã khuyên kiệt thoát có đôi chip hiệp với bài này hiện tại là đầu sáng đấy cứ miệng đam được chờ bà được chờ đấy được chụp form đấy bà nghe ta lại cái nắp bộ prạ miệng cả bánh nam đó rồi bà ăn miên đấy ăn miên đấy cho cứ pua bò vỉa này cả ta đây cả ta lấy cái nắp pua prạ để sang lấy cả ta silver cotton tree à lấy giống ai đào tạo bàn này để sang lấy miên cả ham khớt bên tai bây giờ tụ tới giống ai chồ tạo bàn này cái này bà à lấy giống ai tạo mà thọt bên này bà rồi thọt chẳng lấy rước chơi này cái miên phiệt tiền tiền khăng tiền được nhiều máu bây giờ chồ chật thọt nào cái này bà chật thọt bà bôn mờ ta cười lục nhom thế hay cười hai prang làm chờ thế mai cái prang sọc chơi ruột tao đó tao máu bị chập đà chành rồi mà chành cà màu chừng làm chờ này cứ ăn ngọt thế ăn ngọt thế mở tới liền nãy đôi ngọt bên đây chợ sẽ đánh cứ nâu ruột thế hay miền cà đỏ màu chờ bà đỏ hay rực này mở rực bên này lang lơ vậy nè là lang lơ là chọc cằm chứ cứ rực là nó cứ về và thông ngay tờ làm chơi này giúp hai chị bấm màn tam ca sẵn thân vì ai là bạn phải chia mà rồi chặt bà phải chia rồi chặt tầm rồi chặt sắp năm ấy bà nâng bà hay cái lấy ngàn thật sao mà họ sợp cái lấy đây xâm rập cái lấy về đây bộ cung đừng trây rưu mưa lại nạ xâm đánh là bấm nè bà cả muốn cứ mình cả xâm đánh được không này hay nên cả muốn nâng tên à cả bì xâm mây đa mà này thả xâm mây nó có sang từng bông lại nó bà chăng rụng này cứ rụng này miệt đà bọc bạc chạy màn tìm bẩn vấn tay không tìm rộng chìa Pranya Paramita mà lẽ ngã chìa priêng nà rụng xin lạ lẽ ngã chìa priêng Pranya Paramita nà Pranya Paramay ấn nà đó chìa miên rụng Apsara chung vinh đời xa lấy nha thà lấy xa là băm Apsara này để kê rôm băm Apsara nó càng khăn này mà chăng chìa ai chô tầm bà chô tầm khăn này nhưng khơi miên tầm lạ tiết tôn chìa môi nâng áp xa ra nó khá nông tràn ồ, cái này rõ rõ băm chứ cái này rõ rõ băm chứ rõ rõ băm chứ chẳng, nè, nhưng mà khơi miền là rụt xâm lạ này áp xa ra nè, đến, nè, rụt xâm lạ và chùm lạ, nè, tựa thông chùm lạ áp xa ra nó khá này, khá này, có miền đây, phải khá này nè, khá này nè bà rụt xâm lạ bỏ một phút này, để xa tập sát này cứ co sáng nó bây tựa đó một phút sát nà món này như tập chú số máy nè bạn này ta cái lạnh lắm mọt mấy cái lạnh lắm mọt chả giật mọt chả mò bằng đàm
ដើមឈើនេះឬឈើនេះកាន់តែធំជាងនោះទៀតណោះបាទនេះធំជាងគេហើយក្នុងចំណោមដើមឈើដែលយើងនិយាយថានៅប្រាសាទតាព្រំគឺដើមនេះធំជាងគេធំជាងគេហ្មងបាទដើមលក្ខណៈធំហុំនៃដើមមិនជាធំទេប៉ុន្តែរឹសបើយើងនិយាយពីរឹសគឺធំជាងគេរឹសនេះខាងនោះធ្លាក់ដែរបាទនៅខាងនោះមានរឹសមួយជាងដែរបាទរឹសមួយផ្នែកខាងនោះអានេះយើងមើលទៅដូចជាពស់ហ៎បាទដូចជាពស់ពត់ពេនលើថ្មអញ្ចឹងគឺវាធំធំហើយក្នុងនោះក៏នេះយើងមើលឃើញត្រមិនថាដៃនេះគឺសម្រាប់ត្ររឹសមកវាបាទប៉ិតជុំវិញដៃហ្នឹងគេធ្វើយូរបងណាបាទដែលសម្រាប់ត្របាទសម្រាប់ត្រជាមួយនឹងទម្ងន់ថ្មខាងនោះមានរឹសអញ្ចឹងបាទមកជាងខាងនោះអត់មានរឹសអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមានរឹសមានរឹសវាត្រង់តែក៏វាមានលក្ខណៈរឹសមួយដែលស្អាតមានភាពទាក់ទាញដែរភ្ញៀវភ្ញៀវច្រើនចូលចិត្តថតនៅខាងនោះដែរអានេះចុងកែយើងមើលទៅចេញជាពណ៌មាសបាទចេញពណ៌ប្រាក់ពណ៌ប្រាក់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជារឹសដែលធំជាងគេដែលមានភាពល្បីល្បាញដែលខ្លះសន្និដ្ឋានថាប្រហែលអាចថាប្រហែលជា400ឆ្នាំអូកន្លែងនេះដែលល្បីជាងគេផុតដែលធំជាងគេផុតហ្នឹងធំជាងគេហ៎បាទអូនេះនេះអាដើមជារឹសធំអញ្ចឹងនេះនេះមកផ្នែកខាងនេះវាអត់មានដូចខាងនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាមានលក្ខណៈភាពទាក់ទាញប្លែកមិនណាថាយ៉ាងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងបើចូលនៅខាងក្នុងដូចចូលក្នុងរូងបាទដូចថាចូលក្នុងរូងដែរនៅខាងក្នុងណាដើមឈើឬឈើខាងនេះធំហើយខាងនេះមកបន្លោះទៀតនេះយើងខាងនេះនេះបាទនេះធំណាស់បាទវ៉ាវនេះបើសិនជាបើសិនយើងអស់វិញដឹងប្រហែលបាទមិនតិចជុំទេចូលថាជា10នាក់ជាងមែនទេនេះចូល30 40នាក់បាទធំហើយវាប្រហែលជារឿងឈើដែលធំជាងគេផុតនៅកម្ពុជាបាទហើយហើយបាទអស់គ្នានៅលើដើមឈើនេះស្មានអត់មានសัตว์ការពិតមានសัตว์ខ្មុំពីសបុកធំធំហើយមិនមែនជាសបុកតទេគឺមេវានៅការពីពងហើយនឹងការពីកូនហើយនឹងការពីទឹកអញ្ចឹងកន្លែងនេះថាប្រាសាទកុកត្រុងប្រាសាទកុកត្រុងយើងមាននៅនឹងប្រាសាទកន្លែងនេះនៅនឹងប្រាសាទតាព្រំហើយនៅអង្គរវត្តក៏មានមួយដែរនៅកន្លែងជា 30% ប៉ុណ្ណឹងមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលខ្មែរយើងតែងមានជំនឿថាកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិពេលដែលមកគឺគេតែងធ្វើពិធីបួងសួងដើម្បីជម្រះនៅចង្រៃឧបទ្រពឬក៏តែងតែមានសេចក្តីប្រាថ្នាបួងសួងអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលពួកយើងបួងសួងទៅបាទតែពីបួងសួងបាត់ភ្នែកបួងសួងបន់ស្រន់រួចហើយបានគេចាប់ដើមគក់ទ្រូងបាទគក់ទ្រូង3ដង5ដងឬក៏7ដងទៅហើយជំនឿគឺជឿថានៅពេលដែលយើងគក់ទ្រូងនោះគឺសំឡេងឮទៅលើតែយើងតែដែរធម្មតាឮទេអត់ឮទេបាទផ្នែកផ្សេងផ្សេងអត់ឮទេបាទជំនឿគក់ទ្រូងនេះបាទបើអញ្ចឹងគឺជឿថាសំឡេងឡងសំឡេងនេះគឺទៅឋានសួគ៌បណ្ដាព្រះអតិទេពព្រះអង្គប្រទានពរជ័យណាអ្វីដែលយើងបានបួងសួងបន់ស្រន់នោះបាទអេបងប្អូនយើងតែដាច់ហើយលឺទេតែត្រង់ឌឹងឌឹងហ្នឹងហើយនេះស្លាប់ទៅបាទនេះខាងដៃស្ដាំមកមិនដែរបងអូដៃស្ដាំមកឆ្វេងបាទបាទដៃស្ដាំនេះមកកន្លែងខាងឆ្វេងបាញ់ចេះអត់ស្អើលឺទៀតអរេលឺបណ្ដៃក្រន្តការបួងសួងយើងយកដៃស្ដាំដើម្បីមកទេសជាមួយត្រង់ព្រះខាងលឺខ្លាំងខាងឆ្វេងវិញណាបាទបាទតែខាងណាតិចបាទប្រាសាទទាំងអស់នេះមានទាំងអស់ប្រហែល30ម៉ាន39ទៀតកំពូលបាទកំពូល39ហើយ39ហ្នឹងតំណាងអីបានជាមានតួលេខអញ្ចឹងកំពូលទាំងអស់មាន39ប៉ុន្តែនៅក្នុងការតំណាងនោះគឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងបណ្ដៃក្រាថាយើងក្រាដឹងថាកំពូលនេះវាមាន39កំពូលនេះតើបាទបាទបងប្អូនជាទេសចរបងគាត់មកលេងច្រើនតាបាទបាទនៅថ្ងៃធម្មតាផងណាបាទសិនថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យអីអាចមានច្រើនបុណ្យទានណាច្រើនសៅអាទិត្យជាទូទៅនៅបុណ្យទានបាទបុណ្យទានប្រាសាទអាទិត្យវាច្រើនខ្មែរយើងមកប្រាសាទនៃអង្គរវត្តបាទអង្គរវត្តមកច្រើនប្រាសាទអាទិត្យហើយនោះសាខ្មុំប្រហែល100ប្រហែលសំបុកបងប្រហែលជាចូលប្រហែលជា70សំបុកប្រហែលជា10សំបុកបាទ10ជាងបាទច្រើនហ៎មិន10ទេបងនោះរមើ1 2 3 4 5 6 7 8បាទ9 10អូ10ណែអូ11បាទប្រហែលជា10លើសតិចតូចបាទនេះបងមើលសោះតែខ្មុំបើមានខ្មុំខ្លះហើយចោលណាសំបុកទៅទេបាទបងអានឹងគេហៅរឺអីបងអានេះរឺនេះគេហៅថាប្រភេទភាសាអង់គ្លេសហៅ fig tree ប៉ុន្តែខ្មែរយើងវាច្រើនគេហៅថាដើមប្រភេទដើមជ្រៃបាទដើមជ្រៃដើមជ្រៃក្រំជ្រៃក្រំបាទលក្ខណៈតែដើមជ្រៃនេះវាខ្ពស់ណាបាទខ្ពស់ដោយសារកាលមុនមានដើមឈើនៅកណ្ដាលមួយនោះមានដើមចាស់បាទដើមឈើទៅវាអបដើមឈើនឹងឡើងបាទឡើងរួចទៅក៏ដើមឈើនៅខាងក្នុងនោះក៏ងាប់ទៅដើមឈើងាប់វារស់បានបាទរស់បានហើយបន្តមករហូតទៅអឺ
អូដើមនេះល្បីនៅជាច្រើនគឺខ្មែរជិតជិតភៀវជិតជិតថតរូបនៅកន្លែងបាទបងបងឬឫសឈើនេះធំទៀតបងណាបាទអានឹងឫសអីទៀតបងឫសស្ពងដែរដល់ស្ពងបាទបាទវាដុះលើប្រាសាទដុះលើថ្មបាទហើយវាពាក់ពេលទៅខាងនោះហើយនោះរហូតទៅដល់នោះនោះចុងឫសទៅដល់ទៀតបាទហើយនេះឈូតឈូតចុះមកចុះមកដោយលក្ខណៈម្រាមដៃអូមនុស្សទេអឺដោយម្រាមដៃឬក៏បាទដោយម្រាមដៃដោយម្រាមដៃដោយរឹសឈើបាទរឹសឈើហើយកន្លែងនេះដូចកកូតរបស់មនុស្សនេះកកូតអ្នកដែលឈានជើងឡើងជើងមកខាងនេះបាទជើងមកខាងនេះជើងមកខាងទៀតទៅណោះបាទហើយនោះដល់នោះបាទអូរឹសពត់ពេញហើយកន្លែងនេះដែលនៅក្នុងរឿងដែលអិនជិលហើយដើមឈើនឹងដូចដូចពណ៌ប្រាក់ហ្នឹងបាទដូចពណ៌ប្រាក់ដែលអិនជិលណាជូលីឈរនៅកន្លែងនេះបាទឈរនៅកន្លែងនេះអាក្នុងរឿងរឿងហើយក្នុងរូបថតរបស់អញ្ចឹងណាជូលីក៏មានឈរនៅកន្លែងនេះហើយខាងនោះមានឫសឈើអញ្ចឹងខាងនោះមានហើយដល់ឫសខាងនោះគឺដូចលក្ខណៈស៊ុមរូបថតពេលថតអញ្ចឹងបាទទៅមើលខាងនោះទៀតអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺជារឿងមួយខាងទៀតនៃដើមដើមដើមស្ពងដើមស្ពងបាទប៉ុន្តែខាងនេះធ្លាក់មកតែ2ទេបាទធ្លាក់តែ2ប៉ុន្តែឫសរបស់វាមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងដែរនៅដូចជាស៊ុមរូបថតនៅពេលដែលបាទដូចស៊ុមពេលដែលថតរូបជាច្រើនពេលគេចូលចិត្តឈរនៅចំកណ្ដាលបាទបាទឈរឡើងបាទឈរកន្លែងនេះទៅថតទៅគឺមានរឹសឈើគៀនគៀនជុំវិញហើយដោយពណ៌មាសបាទប៉ុន្តែការពិតមិនមែនលាបថ្នាំអីទេអត់បាទវាពណ៌ដូចមាសចឹងហ្មងហើយដើមនេះដូចពណ៌ដូចប្រាក់បាទហើយមានខ្មុំដែរនៅខាងលើអូនៅលើមានខ្មុំដែរបាទមាន3 4ដែរនោះ3 4សំបុកអូបាទយើងប៉ុន្តែនេះយើងមើលកន្លែងចំណុចនេះបន្តិចណាកន្លែងនេះល្បីដែរបាទ Dinosaur នេះបាទបាទណាស់ទើបយើងមានឥឡូវនេះមានកង់គូរូដែលគេថាចម្បាក់កង់គូរូប៉ុន្តែអ្វីដែលល្បីនេះគឺរូបសំណាកនេះបាទនេះមើលពីក្រោមនេះបាទតោនេះលក្ខណៈនេះបើនេះទៅពីក្រោមនេះគេថា Garuda ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែស្ដីទេប៉ុន្តែនេះនេះនេះនេះបាទតើពីនេះមកកង់គូរូកង់គូរូតើចូលចូលកង់គូរូនេះណែនេះ Dinosaur អូ Dinosaur Dinosaur អញ្ចឹងប្រាសាទកន្លែងចំណុចដែលល្បីនៅក្នុងផ្នែកនេះគឺ Dinosaur ណែដែលគេចាត់ទុកគេមើលទៅគឺលក្ខណៈរបស់វាគឺថា Dinosaur ហើយមានកង់គូរូមានអីផ្សេងផ្សេងណាចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដែលល្បីខ្លាំងគឺ Dinosaur នេះបាទបងនេះគឺជារូបដែលបងបុកហ៎បាទបាទទៅបងបុកឬបុកអង្គបុកបាញ់នៃខ្មែរយើងកាលពីមុននេះមនុស្សបាទនេះមនុស្សបាទហើយនេះសដនសដននេះតាមមើលបែជានារីណាបាទហើយនេះរ៉េរ៉េអានេះគឺជាត្បាល់បាទបុកគឹបគឹបគឹបគឹបចឹងមកបាទហើយនេះគឺជាចម្លាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រាសាទតាព្រំបាទបងប្អូនទាំងនេះគឺជាដើមក្រញូងដើមក្រញូងនេះគឺជាដើមកំរបាទនៅក្នុងប្រាសាទនេះមានច្រើនដែរបងនេះបែរជាមានច្រើននៅក្នុងតំបន់សួនបរានឈៀងកោមានដើមក្រញូងនេះគឺឥឡូវជាឈើប្រណិតបាទអាហ្នឹងសម្បល់វាខ្មៅក្លឹមវាខ្មៅហ៎បាទខ្លឹមវាខ្មៅក៏ខ្លាយណាស់ខ្លាយខ្លាយណាស់ប៉ុន្តែបើវាបើយើងអត់កាប់វាវាកាន់តែខ្លាយបាទកាប់កាន់តែយូរបានផ្លាយតែម្ដងឯងបាទហើយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រាសាទតាព្រំអានេះដើមស្ពងឯងបាទស្ពងគឺស្ពងដែរពីរដើមអោបគ្នាតែមួយទេតែមួយតែធំណាស់បាទតែមួយទេបាទធំណាស់បាទអានេះគេបញ្ញាក្អែកឯងបាទវាបញ្ញាក្អែកយើងអាចហៅបញ្ញាក្អែកព្រោះវានៅទុំបាទចុងនេះរឹសរបស់វានេះរឹសរបស់វាដូចពោះនេះក្រោមលើលើទាំងបាទអញ្ចឹងណាបាទនេះដើមឈើគៀបអូអូបងជួយអូអូជួយទៅណាអូអត់ចេញអត់ចេញអូមកទៅចេះបាទកន្លែងគេអាសាមកថតរូបបាទគេតែថតនៅនេះឃើញកន្លែងអសឹករិចនឹងសឹកអូអូណាថតឲ្យឃើញដើមឈើធំស្អាតនេះកូនកង់គ្រូកូនកង់គ្រូកង់គ្រូញាស់ពុកពុកពុកពុកពុកអូចាចេះមានមកប្រឡោះចឹងណាបាទតែនេះភៀវចូលចិត្តថតក្នុងរុងចោលអ
បាទ